Xin chào các bạn, nghe chuyện Inside Series. Thì khoảng hơn một tháng nay Hà đang đi mở rộng được cái chương trình này. Thay vì mời những guest speakers mà đi nói chung chung về cái career journey của họ, thì bây giờ diving đi vào trong những cái expertise nó sâu hơn một chút. Và cái purpose của nó là để các khán giả của chương trình có thể được nghe từ những cái experts, những cái người mà chuyên môn của họ. Nằm trong những cái lĩnh vực mà khi chúng ta nghe chúng ta có thể biết điểm này điểm kia, chúng ta có thể học hỏi và phát triển được. Thì một cái topic mà Hà biết nhất là cái topic liên quan tới innovation và creativity, và Hà mời rất là nhiều người tham gia trong chương trình trong tháng 12, tháng 1 để mà chia sẻ về làm sao để có thể được creative hơn, làm sao mình có thể kết nối với lại cái công việc của mình ở nhiều góc cạnh khác nhau để có thể innovate hơn trong cái suy nghĩ của mình, trong cái sản phẩm của mình, cái service của mình, rất là nhiều thứ khác nhau. Thì nó come down to là có 3 thứ nó rất là quan trọng về cái creativity, về cái innovation cho mỗi bản thân cá nhân nếu chúng ta muốn phát triển. Ok, bạn biết đó là cái gì không? Ba cái đó, thứ nhất là năng lực của bạn, nó phải là điểm đầu tiên. Bạn muốn là người có tính sáng tạo tốt, bạn muốn là người có thể tạo ra những cái innovation, thì bạn phải có cái technical competency nó rất là strong. Ví dụ như là sao, nếu như là bạn làm IT, bạn phải rất giỏi về IT. Nếu bạn làm designer, bạn phải rất giỏi về designer, thì bạn phải học về cái mảng đó thật nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan tới môi trường mà bạn lớn lên, cái môi trường bạn đang sống. Có rất nhiều người trong chúng ta không có được cái may mắn là môi trường chúng ta lớn lên nó cho chúng ta nhiều sự trải nghiệm để mà mình có thể học hỏi được những cái được cho cái cơ hội mà thoải mái sáng tạo, thoải mái trong cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà đó là the past nha, là quá khứ. Cái môi trường đó có thể lúc nào cũng có thể reset lại, reset nó là từ bây giờ mà moving forward, cái đó là mình có thể control được. Cái thứ ba là cái công việc mình làm, hãy chọn những công việc nào mà cho bạn có cơ hội để innovate, cho bạn những cơ hội mà lúc nào mình có suy nghĩ think outside the box, inside the box, whatever, thì đó là những cái công việc nó sẽ tạo cho bạn cái môi trường để innovate.